Hello, hello Lily. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là ông Lý Sleep. Đùa đây em ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi quay video trèo leo ở đây anh em nha. Thằng nó sẽ trèo mình ngồi đây anh em nha. Mày nhặt cho ta cái này cũ. Cái gậy bắt toàn luôn, đéo không này lắm gậy mì mà tí chứ quản với chứ mà. Cái gậy sạn đấy mà ơi. Vừa đổi đấy. Lúc này vừa mang về nhà đổi đấy không ạ? Vừa đổi có cái cạc vọt cái cũ. Đổi cái cục gậy hai tròn. Ừ nhỉ. Mới đổi đi mày đổi đéo gậy nhanh ấy mày. Mới đấy, lại mới sơn lên cò gậy đi mày. Cục lộ. Rồi cái nói là con gậy thời mà nó. Ui, cái đó là gậy bình thường. Sao? Thì sao? Bà là nung đang quay thì nó tự động gậy. Đi mẹ ta đào thì đâu mua gì rồi, đi về một mẹ một mảng thịt ở tròn đó. Đòi. Mảng cái đéo đòi, đòi đi. Xem em nào. Cháu có đinh hay có... Đéo được cái gì luôn này. Anh thì cho tay vào đấy em nào. Không ơi như này. Không ơi thế này này. Rồi sao qua sao lại này. Đúng này anh dặm vào nào. Có dặm đúng lên nói nhưng không biết cái gì đó. Tay. Nói quay đi chúng bay. Mới quay lên đây. Quay lên đây nha. Nào cho anh nhau lên. Sáng phết. Nhưng mà chỉnh cao cao luôn. Cho quay gậy còn mè. Đây ông làm kiến đấy mọi. Ở đây nha anh em nha, tôi thôi. Ôi ôi ôi. Điên à? Điên không bám được đâu. Đó lên cái. Nó mới lên áp trên đi để anh đeo đánh chứ. Rồi cho lên đang ngay cho ta leo lên áp trên. Đó vào trong nha. Lên đi. Lên đi. Lên đi. Được chưa? Được rồi. 1 2 3 4. Lên đi. Em nhìn anh. Sợ ta khổ. Cái đồ bố. Tưởng ta ta. Mệt nhỉ. Bảo lên đi thì kéo lên. Đúng rồi, cái phóng chữ XO. Đây mày. Đi có lại làm dưỡng ra mà nhỉ. XO rồi. Kéo sâu. X O của anh ở đâu? Đây, cho anh con dao. Chỉ dao á. Rồi. Chế lại nhá. Được rồi. Con gì đấy? Đấy. Cái đem làm rồi. Một ít rồi. Đúng rồi. Ở đây mới sai đó. Nếu sau lưng ta là một sâu. Ở đây là chỗ hữu tì. Để đâu sắc của tôi vẫn có ai. Sẵn hình số 2. Đồ nam hồng của cha chắc chắn đâu là cua. Chỉ ai em thấy lâu nay. Ôi trời ơi, không bao giờ đổi hiện tại. Và anh em mình quay video mai tối nay sơn ở đó không? Lâm đó với nhé. Đi nhà chồng hay nhà không ai nữa. Tại vì không ạ. Không lâm chưa được giữa. Mai là xuống. Mai là ta. Không biết ai là ta không ạ.
Đây làm gì? Hồ ăn. Anh em cũng làm rồi. Thì làm một máy nữa đó. Đúng rồi. Đi thi ném không? Thưa đây, ta với chủ thật, leo ra tí tượng bao nhiêu? Đi ra nhằm chết con vịt này xem. Cút lỏ nhằm chết được. Mới ném mà nhằm đều chú, cái kẻ sọt ra con vịt nhau viền nó mới chết. Tay nắm gần bên mình. Gần đấy mà cùng á. Chó ở tận đâu đây? Kia. Gần bờ bên kia. Đang cái thì nhắm không nhá. Chơi, nhắm tiếp đi. Kilo về. Rồi. Nắm đi. Huy bỏ cái đấy ra để tao lùi. Lấy đạn. Ui giời, cái đối đi. Rồi, ném nhẹ này. Bằng. Ném nhẹ cũng bằng anh rồi. Nào rồi, 10% thôi. Cũng cập cũng có một cục tôi còn trả được. Nói gì? Chơi mẹ và nữa đi, em ném trước nha. Ném ra đi. Nhưng nó dùng cái giáo nhỉ? Mẹ mày giáo chuối xù thì con ạ. Giờ nó tròn giờ đi về mới hẹt xót cái mặt tròn. Rồi. Nhẹ nửa lư. À. Hôm tối cho nhớ ra đánh bài à? Ngay tối nay quay đánh bài. Được. Mất lấy máy nhà Sơn nhà. Hả? Lấy máy nhà. Ừ. Nha, tao có điện mới rồi. Đúng tụi con nhà. Nha, tao có điện mà. Ừ. Thế cái này ăn gì nhỉ? Bụi. Ủa? Quên mất mẹ không hỏi mình. Cái này ăn gì? Con đi này. Đi. Con lơn trên lại mới lắm nha. Hôm qua thì mẹ nại tao vừa đi về tao mặc áo trong dọn nó lên kia cái bên rồi đâu nha cung gói đứng đứng chưa dặn nó yểm rồi em mới dặn nó bắt đầu cho nó chơi được rồi mưa vào cắn người đấy không nó không cắn mày nó nó ra nó mẹ dứa mà thả lem thanh cái phóng lửa nghe chưa mày nó ra nó nó đéo như thế nó đâu nó phóng cùng nó xong rồi nó phóng nó còn con hoạt cái đó như kiểu với mũi giáo á. Em với anh TV đang ra là bây sao là em ừ. Quá lợi rồi em đúng phi phi mập đó đầu phi mình ra này nhá phi không bố đúng phi nó gắt mẹ mỉ ra muốn tiền chứ rồi đứng nghịch này đã cho phạt nó tròn như thế chết rồi sống giờ người khi cái này ngủ vậy nó cầm ra nhìn giống cái phóng lồn nhỉ chết luôn đấy một phi nói vào người chết luôn là tim vào người không thể chết được rồi chị quánh nhau kiểu quánh nhau mỗi à, hai đồ chéo mỗi đôi bên đường chém đầu lao vào rồi. Lao vào bụp mới lẻn lẻo ra có một phóng lồn cho phá nó dựa xuống chảy chết tên nó thì chết không nữa nha, ví dụ mình sẽ nói không đi, làm nắm đá cứ thế phì không, mình lẩn ra ngoài mình cầm mẹ thấy mấy viên thấy bằng cái nồi rồi cái nồi một bằng cái nồi, hai là cái nồi kiểu gì cũng phải có được chú đồ ném nhẹ vào trong đám nồi cái ảnh cho không đi cái nồi cầm mình nhăn nó nào mình ném cất lắm chết không, mình chỉ nói thôi
mấy gì kiểu có mà cái viên đứng nhọn quá chỉ cho to thôi, kiểu đủ lắm một lỗ kiểu ngã rồi đứng có kiểu chết mẹ nó đi mình. Thế thì mày định cái này mày phi lên trời thì chết nó ta. Mình thế thì mới phải đủ đồ chơi găng tay các thứ để lắp hiền tinh rẻ, mấy không lắp gì cả. Nó rất cảnh sát khôn lắm, nó tìm bằng đường găng tay đó. Găng tay mình mang mình thủ tiêu, mình mang mình đốt bỏ. Thế thì là căng gì nữa. Mạng vứt nhảy bậy rạc cho mối à, lửa ra. Cái thằng đầu tiêu đấy kiểu gì nó chẳng khai. Nó chẳng khai là thằng nào có mình phóng đó ấy. Thế lúc đấy thì nó chết cam nha đoạn đấy nhỉ. Đoạn đấy có cam thì cam chết. Thế là mời là tội giết người luôn đấy. Giết người cấp độ mấy nhỉ? Hả? Giết người cấp độ mấy nhỉ? Thế nó giết người cấp độ 1 hay 2 nhỉ? 3. Mới phi nguy hiểm lắm. Kéo chết hai người đó. Phi nó nhà nó mà chết hai người đâu. Chết được. Nó mới phi manh người nó nhà nó xuyên mất vạt. Nếu mới phi vào đời thì mẹ nó xuyên chứ cái nó xuyên vạt quà cái nó đúng không? Kéo đến đời rồi. Thằng đứng đằng sau đi mẹ phút cái xuyên quà luôn. Nó đủ quan rồi. Trọng là mày phóng mạnh phóng nhẹ. Mấy nhiều mới phóng nhẹ thì nó thương nhẹ. Còn mới phóng mạnh người đi mẹ xuyên người nó. Cáng nhẹ đó nơi cũng chết. Đến nơi. Mấy chỉ cần thả một phát nó thôi về vào tròn này ra rồi á. Thả mới thả này chưa cả mấy nó nói kiểu thì nói nha nó nói thế thì càng chết mới đứng ngoài mình thả thế phải tao là tao cứ lao một con đốm tao hỏi mọi người 20-30 tháng mình đéo thả thế gì biết đéo được tao làm thế nơi đó tới nơi thôi đó cũng đủ chết mẹ yêu đỡ phi thế hầm reo đừng gặp phi nữa lại cứ thế nói nhiều không tao thế nồi đấy tao còn mấy nồi tao cũng vặt mấy con nó ra phòng rồi mấy con nó ra phòng dài làm gì không địt mẹ đứng ngoài chỉ đòm cho nó đéo phải làm gì sớ lên tao bảo sớ lên nó gì mấy nhỉ chắc là thằng làm rồi tao bảo với ba thằng công cái bóng cháy làm sao mấy cứ chơi mấy khùa chết mới bảo đấy em phong về tự vệ tự vệ chuyên gia. Nó có một cái bóng cháy bóng cháy nó lợi thế hơn nó ném mới từ đầu mày thế thì mày không biết mày ném mày chết một người nó ba thằng đúng không mày ném mày bây giờ mày bị thương nhà. Một người nhá mày... rồi mày mất dao rồi kiểu gì nó chẳng đập mày bằng mình chết tao đối chạy được đấy nó có cặc đập mình bằng chết nó cho khùa phải đâu thì mày dám mày vợ mày dám ném cái nơi vào nó chẳng đánh mày bằng chết vậy mà mày có mà nói dùng than gì vào người nào một đệt vào đó đi cùng đi về xóm thế nào nó như kiểu nha nếu trên đó có người bóng trái nhà mà nó nhét gạch thì nó chỉ nhắm ném người mà ra kiểu như đau hay cái nó nói đéo thua cái nó kiểu cái nó cái nó vào 20-30 tháng đéo thua rồi ta nói thật phong về nhiều mà đi bệnh đồng nói phong về mà đồng người nói phong người nó mà nó tử vong mới cùng đi tú nhưng mà đi tú ít cái đầu mùi nó thì con mày án tử hình đấy mày phong vệ không tử hình đâu phong vệ nhưng mà mày phải gây sự gì này, với nó thì nó bị đánh tú trung thân ok không chết thì tú trung thân ừ thế thì chết mày sống làm đéo nữa chập đặt tú trung thân mấy người chăm chịt nữa sợ hả mấy chăm chịt nữa bây giờ tao mà đủ về tao giết thì tao giết được bởi vì tao chưa đủ tuổi đi tù tao vẫn giết được tao mới chỉ đi với trai thôi vãi năm mới để ra như khá bảnh ấy khá bảnh 15 tuổi chả lắm cái đéo xong mới ra trại khá bảnh 15 tuổi là đi nó lắm cái đéo nhỉ nó lắm gì chứ mà nó xong rồi nó vấp vấp trai thì mới khoảng đến năm bao nhiêu 2016 2010 nó như là đánh giáo viên thì đánh ai ấy ừ xong rồi năm 2015 2016 gì đấy nhỉ không đánh chết cái con của cái ba gì mà cái trường đã đi lắm rồi chứ đánh chơi cái con của cái bé gì mà cái chưa ấy đó cái con của bé ấy trêu các bạn nghe xong rồi mình điên lên đấy có một gọi là quật chết luôn này xong rồi mấy năm xong rồi cái bé xong rồi ra tú nhỉ có cái video hai năm có cái video video mà mới đón anh bảy chứ là ừ đó 2007 cái video 2018 2017 luôn tôi chim rồi nó ra từ 2007 kia chưa tụi chim này tụi chim này của ông ấy con đéo nó đá nhỉ về à anh bảy
bánh chế lá anh bánh bừa. Đúng rồi, cục kiến. Kiến. Khá bảnh thế nam gì tu nhỉ? Cục chết quá, má tấy rồi. Nó tổ chức đánh bài. Má tấy nữa, má tí nữa. Không, má tí nữa, má tí nữa. Cái đợt nó đi 10 năm 6 tháng này là nó tổ chức đánh bạc. Đánh bạc xong rồi tan chịu thể thiệp tan chịu thể buồn. Với cả buồn mà chúng bởi vì trong người nó có mặt tùy. Với cả nó có cái súng lục cái đéo gì. Người nó có đi. Một khẩu súng, 4 con dao găm. Anh vụt mới đúng 3 gọi nhá. 4 con dao găm. Khá bảnh lúc bắn lên trời dọa Dương Minh Tiền. Vàng 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 à trời. Chớ biết đạn để rơi chúng ai nhỉ? Không rơi đó. Bắn lên đấy nhá, nó rơi ấy, nó đéo rơi, nó chơi rơi, nó chỉ rơi được. Rơi được. Khó lắm. Biết căn là rơi được. Bây giờ thằng Huy ở đây, tao bắn chạch đúng thế này rơi là rơi chúng người thằng Huy này tin không? Tao được phóng lên nhá. Phóng lên đi mẹ mà kiểu gió anh chú. Dốc rồi. Về tắm đi đi nơi rồi. Đồ Huy này. Mẹ đi luôn mày. Đợi nghe, đợi đợi nghe Huy này. Nó từng rơi trúng người à? Nhưng mà rơi mà mình đứng ở bên nói nhỉ? Không, có cái hương ngắm ấy. Thế tạm đi. Rồi nó chủ yếu bây giờ bọn nó chỉ chơi bắn tỉa không thôi. Không rồi. Rơi mà bọn nó đánh nhau bên kia rồi mình lèo lên nóc của mình nắm mày. Về. Ngắm. Đốt cái đó. Quán lại với tròn rồi. Không có mình chả tới bắn. Mới cầm súng. Nắm lên kia bắn ngay nó tròn nói đôi. Biết ngại. Mà nó ăn toạc rồi cho nó không chạy. Nếu mà sơn em đi, sơn em tao làm sát thủ. Đấy, tao đến tình bảo. Sát thủ có một dao găm đi. Mà không giết ai. Tao cái sát khó. Tao là giết cô Hùng nhỉ. Hùng đang ngồi. Lôi em nhé. Sơn ngồi ở giữa. Quách. Bột quá chết quách thôi. Các lỏ. Lên lên tao làm tay bắn tiểu. Tay bắn tiểu công an đều dám bắt đâu. Nó làm cho một đạn chết luôn đấy. Nhưng mà đi mê nó có hết đèn rồi đi. Con đéo thấy nó ở đâu ấy. Đèn nó bây giờ nhà nếu mà bắn ở bên kia nó phải ở ví dụ nhà tít ngoài rồi rồi. Chúng mới tao bảo thôi. Ám sát cú hôn chứ chúng mới nghĩ là nó nắm rồi. Ví dụ dưới là nó mượn ám sát cú hôn đi nó nắm. Nó nằm một cái tòa trắng trắng đi chó. Dạ chưa. Đó. Thì áo sát đi. Bắn tỉa chẳng xa. Bắn tỉa đi mẹ zoom ống kính này thấy cả đâu tao rồi. Nên chứ đó phải nhìn nó một cái nó phóng thêm mà giống như nó thấy cả tóc hùng ấy. Đúng. Nó văn lồng kính á. Khéo có thằng nào nắm kia này ám sát anh em mình thật. Có cái đầu bù. Nó bắn cái tao chém viên đạn. Không mấy đứa gạo tiểu người ta lại. Khéo chém một thọt đấy. Đâu bói cho mỉ mỉ gạo. Tao cứ khô khô này như đâu lại cứu được một ba người. Không, đi mẹ thằng samurai nhọt mê. Đi mẹ có cái thằng đấy nó bắn. Có cái thằng samurai nhọt mê có súng bắn. Cái ông đấy gì, cái ông đấy cứ dùng katana chém kiếm. Hay là chém đạn hay gì. Ờ, ông ui rớt. Đàn bắn một chiếc đàn. Đít mẹ bay đôi với đàn luôn. Không ai đôi chứ. Đàn phát. Không đàn phát. Chiếc phát dao bay về đi. Đúng rồi. Vừa đến rồi. Chiếc cái chảy mẹ máu tay. Không mà người ta chiếc. Chiếc phát. Không chiếc. Thằng lo kia thằng kia đi. Chiếc hông. Không rồi. Đúng rồi. Kéo hùng vừa lôi ra. Đạn bay ở gần đây. Đập trượt cái cá téo. Ok kìa. Ôi. Ôi. Đập. Đập bắn nó bắn. Bụp. Chưa kịp rồi. Không. Cái chết đó là mệt tiểu quá. Rụt ra nó. Xét và. Nó rút súng ngựa. Nó bắn cho cái đi. Xét và. Đi cơi. Xét à. Lúc đấy mình. Đấy. Mình biết nó bắn em cái nữa. Mình cúi đầu xuống. Đó thì có bà gà đi. Thì về em chết là. Tăng. Gặt lắm. Nói luôn. Đi tổ ào. Hô. Cái to khó. Nó làm cho vãi giãn nó trần. Đéo thì cân dung súng nó bắn chết. Nó cũng giết được mấy. Nhưng giả lắm biết nó. Cho khi nin ra. Không ơi, tao bảo sát thủ đến đây ơ. Ví dụ nó không có súng, không có vũ khí gì. Nó lôi lên đòi, nó bể cố, nó đi chết về. Rồi bọn mình đang cầm cái gì đấy. Đúng. Tao bảo là ví dụ hố đang ngồi không có một cái gì bên cạnh. Mà có dao kỹ thuật của nó kinh lắm ấy, nó làm gì kỹ thuật cái này nó lao nó cứ chuyển sang bên này, nó cứ tốc độ ấy, nó cứ sang bên này tao lọc địt vậy. Nhưng mà không đâm trúng thì tao cứ đấy chạy đi tôi là đứng im tao phòng ấy bớt kéo cua đâu làm gì mới chuyển mũi phòng ấy, nó đẻ gần lại còn nó chỉ lẻ nó cho miếng mặt lúc lúc nó lại đến nơi
Ở đây em cho cái viên kẹo đồng. Lôi cầu lôi cầu á. Bằng lấy tắm đi cô tí đi ăn đi cơ. Đi. À Huy ơi. Lấy súng ra. Lấy súng ra nhé, là số bảo đôi kẹo. Nhét khẩu. Nhanh lên tí không muốn đi ăn. Bây giờ cũng có điện đâu. Bây giờ đang sáng. Giờ vẫn sáng ngu nhỉ. Tí vào đây sáng con đâu boy tắm được. Cái chậu kiến rồi, nhìn này. Ôi, nhìn này, Huy ơi. Hả? Kiến không? Kiến đại chiến luôn người à? Ta băm chết mấy con rồi đấy. Đúng rồi, miếng than thôi. Đúng rồi, thổi lên không? Rơm ở cái kia, rơm kìa. Mới lên lên em sẽ thủ ra được rồi. Tao giờ mà tao cứ em sát dần giá. Tao lấy về không đồng. Ok. Nhưng mà cuối tháng này mày phải cho tao 10 ơi là 20. Tao có. Như đâu lớn lên ra làm sát thủ thật. Bắn cái. Chết con chim nhờ chết người. Lớn lên tao làm bịt mày tay cầm súng không bắn vào nào chết tao đấy. Lớn lên đi gia nhập ổ của mafia. Không, tao chơi ninja. Còn nhau bóng tối. Mới xem cái phim ninja gì. Cái tao mà được đá tài từ nhỏ là ninja rồi. Xem rồi. Nó vụt vào mấy cái vào chân mẹ chảy máu nha. Những phim gơ nó đâm chém kia này. Ít mẹ người nó toàn xịn. Phim cái gì vậy phim à? Mẹ là anh em cá mày. Lớn lên tao sẽ làm tôi muốn chặt cụt một ngón tay. Người Tây bắt tôi. Phải coi những lúc một mình ta. Vậy là hôm qua. Sao mới biết là. Đúng mấy cái xeo cái tháng nhỉ. Cười chuông ngồi ở bồn câu. Phải coi những lúc một mình ta. Ngồi nhìn lại hôm qua. Mấy cái xeo kìa. Về kìa. Kỳ đói chứ mày. Thằng Kiên trả đáng. Phách có cửa chúa ngồi ở bốn câu. Mấy hôm nay ta có cái bốn câu. Phách có những lúc một mình ta. Cương không chịu tạt mới mày. Hả? Cương không chịu tạt mới cái gì mày. Hôm nào? Hôm á gì nhỉ? Cái quay thì nó đăng story. Cương chụp ảnh mấy cái bọn nó chúng mày lạp nó lên ngồi. Ui kìa. Ai đô. Quay video cơ. Đừng đeo thôi. Quốc lá thôi. Tắt video này đi. Đừng. Tối mày quay tiếp ngu đấy. Thôi kệ. Đeo thôi cái gì mày. Kệ, mày cứ hy sinh. Đừng, tao xin mày. Mà là 2-3 vẫn tính. Đừng. Chú quả chửi ơi. Tao xin mày. Đừng xin này. Kệ. Đeo. Cái nó là mình chứ. Mày nhìn mấy cái đó. Xin chào tất cả mọi người nha, hôm nay thì đi đấu đá tối nha. Mời mọi người cùng đón xem. Mời mọi người cùng xem. Nói đi. Chúc mọi người có một buổi tối thành công. Anh mời mọi người cùng xem thì chốc cái đéo đi. Đeo đèn vào. À, thằng kia đeo đèn vào. Hay em đeo đèn vào. Gì? Ngứa. Mày chết mẹ giờ mày chỉ có bôi cứt vào thì mày hết ngứa rồi. Em nhìn ghê nó trưởng à. Từ nhỏ đi đâu vừa bị lần tiên đây này. Thank you.
Ừ, thật không? Nhớ được bằng kẻ. Nghe nhảy cho nghe rất là cơ cho cháu bán cho cháu 4 phút ra 100.000 được không? Đông Giang đi bỏ nhé, Đông Giang cháu khôn thế cháu về quê ở chồng cháu. Anh bảo thì cắt cái bầy đi, cái bầy lưng này, cái này mình cứ phải. Ôi con cuối con đi. Thank you.
ơi nhiều cá sụp kìa. Thế này em còn bắt được con cá sụp con. Cái con cá sụp đấy là con cá sụp à? Cá sụp ở đây gọi là cá sụp. Cá sụp mini chặt mắt cụt đầu. Có mấy con chặt mắt thành hai phần luôn chứ Hải. Anh lấy đèn này anh soi cho. Đấy, mày nhặt cho anh hai đôi dép đấy. Ai quảng anh mua kia đi. À. Chúng mày muốn ăn cá không? Đi mua ăn rồi đấy. Quay sang kia ngồi đi. Chúng mày muốn ăn cá không? Chúng mày muốn ăn cá đi lấy cái gì chuyện mà. Đây mới mắn lắm. Chúng mày lấy có một đôi. Con cái nó có chiếc. Đoán thế. Nãy vừa mới chạy dưới cháu ảo ơi. Dưới đóm nó chạy ra ngáo. Cháu nghe đốt lửa buổi tối đấy chị con rồi. Nghe bảo chưa? Cháu có hỏi bác chị nó chạy. Cháu có hỏi bác chị nó chạy. Cháu tự nhiên. Chưa chú ạ. Chú bảo bạn. Cương lửa. Không ngại. Chị nó ngồi chị mê. Cô nhận phê rồi anh ạ. Mai ấy chứ quái hiền cái mình ở đây quay. Em đi xem đề đó. Đấy, đồ đây đồ mày giữa thì luôn quả bác chồng. Hôm nay người chuyên nói phét này. Mấy tiếng lại đùa. Anh soi đèn không? Anh biết con vuông nó nát như nào. Anh biết em ném hơi chuẩn đó. Hết sọt đấy. Đấy. Rửa đấy làm gì? Mổ luôn đi. Bỏ rồi, rửa đi. Ui giời. Mày có thích hưởng không? Mày sẽ cho thằng kia xuống nữa, vẻ chết mẹ bây giờ. Nào. Thằng hôm qua. Cái thằng đấy đấy anh. Mày không chặt cái vẩy này nè. Không phải chặt nữa. Chứ vậy, ai vẻ anh chết. Đầm nó to hơn kiểu nó to hơn nó ở đâu biết theo nó được nó trên đầm đấy nó đâm trên đầm nó sẽ đánh em quả anh lại anh quảng nó bảo lướm nhẹ hả ôm lại không ôm là em của Hải Bánh anh Long Chồn nha hiểu không đùa làm gì hỏi anh anh nó bảo đi rồi bạn anh làm bạn không chi bạn bạn chồng mày mình hiểu là nha cái lúc mà nó nói câu bảo mày lườm gì tao là em Hải Bánh anh nó trồn nhá đấy là anh nó chạy rồi thấy một lúc thế này mà bạn anh quay lên thật ăn nó bụng đói đừng hôm trước em bị nhiều chảy đó đừng có cay cay nó mất chất em anh biết tác dụng của đá đó nhà rồi
dân kiêm chuyên gia đi con đầy thế này nước bờ con đâu anh Tiến đi nó bảo lên nó em hai bánh nóc chốt đi anh đóng chuột em anh đóng chuột chặt cái vảy đi. Bị ngáo à? Bị ngáo à? Ngáo tép. Ơ giờ chặt cái đấy em. Cái anh em kìa. Lời chỉ tóc nhỏ lại cho anh. Em cũng nhớ anh trong cũng phải đến đi đồng đời. Ôi mưa rồi anh ơi về đi. Soi dưới chân mẹ. Soi quanh quanh chỗ đấy rồi. Lúc nãy mày nhặt dép. Mày nhặt dép ở đâu? Mày nhặt mày xem ở chỗ mấy cái rãnh ấy. Mấy cái rãnh mà người ta phân luống ấy. Chặt làm gì em? Hả? Hả? Không phải chặt, không phải nghe rồi cái thằng dưới đâu. Nhờ mình bây giờ mình sẽ đi lướng cá.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra nó như thế đấy. Đàn bà đi chơi. Ngồi vào đấy. Vào. Hai bên nói gì về thì nhanh nhanh. Mưa luôn. Không phải lo. Ngồi xuống đi Tuyến. Tuyến ngồi xuống. Cứ ba là cầm kì em nhá. Quý nó hôn đi về anh em. Bố về tôi tao mới dễ thì ôi, ôi, mày, chậm, 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 chậm rồi đấy. Về đi. Chưa bật túi đi, có mang cá về không? Mang cá về không? Mang cá về không? Chưa bật túi mày nghỉ từ nãy giờ rồi, thằng này nó làm từ nãy giờ rồi nhá, mày lừa rồi không? Nó làm nó còn tí. Em ngồi ở kia đi, ngồi kia, ngồi vào máy đi, ngồi trong máy đi. Kiểu ra gà đó. Ngồi trong máy đi. Ngồi, ngồi. Đong, 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 đong. Ngồi. Đong, 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 đong. Trong cái này của anh chín rồi. Rồi, sai rồi. Rửa tay đi thì về. Rửa chân tay đi thì về bố ơi. Rửa ra tay đi. Cái này chín rồi em. Đó, ăn đi rồi, ăn đi anh. Anh ăn không? Không biết gì đâu. Có ăn. Chín chưa? Mà nó khó, nó đéo ra nhanh. Hôm nay không ăn ké này à?
cho mồm đi anh, cho mồm đi anh. Kéo lật được. Cho mồm đi thế thôi. Hôm nay em rửa sạch chưa? Rửa sạch không có vết cứt luôn. Cho mồm luôn. Con này ăn xấu này. Có gì chứ? Thôi buồn hiện đại thôi. Nếu chảy có thêm mà. Còn nếu mà kiểu rửa rát thì lấy lá ổi. Mày chơi gì mày chơi anh quà à? Không phải chào lo. Mọi người nha, hẹn mọi người gặp lại video lần sau. Ok, thôi đấy. Mày ai ơ? Mày ai ơ? Mười giờ quá sớm quá. Đến 12 giờ con phải quay được rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 7:30, 12 giờ, thế là tính 30 phút, 4:30 nữa, thế là con quay 4:30, 4:30. Dạ. Bạn cầm tiền này đi. Đâu lấy xuống cái, lấy cái kính này. Phải sỏ chứ. Còn đi tận cái nhưng mà lâu nghe. Chị đi sang đây. Đã 8 cái nát chưa? Dạ. Cái này 8 cái nát chưa? Chưa. Thank you.
Nhà vẫn điện nhà đi sao em vẫn điện nhà nhà phủ sơn nhà mẹ cũng không điện mẹ mất đấy điện phải chứ đó cháu đây mai đây luôn á nhá mẹ mất đến bên điện luôn điện cho ba làm mở làm điện ra lô á không điện không nói là người là điện của nhà lô thấy gì đó rồi à, nó quay lại nói điên hỏi em ra nói điên thôi ông hỏi hối coi chào trong nhà con có điện đấy chào.